ai cũng muốn có một căn hộ view sông thiệt là đẹp, và chắc chắn là đã xây xong rồi. Thì Trinh xin giới thiệu với anh chị một căn hộ ở ngay mặt tiền sông Hàn luôn, đã gần xây xong và sẽ bàn giao vào tháng 3 đến tháng 6 năm 2024. Đó là căn hộ Rimount có, và căn hộ Trinh đang quay là có hai mặt tiền, một mặt hướng đông view trực diện sông Hàn và một mặt hướng bắc là view của cầu Thuận Phước. Căn hộ được giác vàng cho nên là anh chị nhìn rất là sang trọng và đẳng cấp 5 sao. Căn hộ thì có giá là từ 3 tỷ cho đến 11 tỷ và căn đang quay là căn 3 phòng ngủ, căn góc view sông 115m với giá là hơn 10 tỷ. Đây là căn hộ có bán cho người trong nước và người nước ngoài nữa, và đặc biệt là rất là nhiều kiều bào cũng đã sở hữu căn hộ ở đây, cho nên là nếu mà anh chị có nhu cầu quan tâm những căn hộ view sông Hàn thì Trinh sẽ gửi cho anh chị chi tiết và liên hệ với Trinh theo số điện thoại là 0902 40 45 43. Còn bây giờ thì mời anh chị xem sơ qua về cái view rất là đẹp của tòa căn hộ Rimount. Và Rimount là tự hào là có view 360 độ, mặt tiền rất là rộng, trên diện tích là 2450m, và tòa nhà thì có 300 căn hộ với 31 tầng nổi và 2 tầng hầm. Diện tích của căn hộ một phòng ngủ thì từ 43m², có giá từ 3 tỷ. Căn 2-3 phòng ngủ nữa, và có những căn penthouse và 3 phòng ngủ là từ 112 cho đến 224m². Tiêu chuẩn bàn giao là hoàn thiện 5 sao luôn. Đặc biệt là khi mà mới vừa ra hàng thì đây là căn hộ rất là hot và phải xếp hàng chờ để mua. Thời điểm hiện tại là đã sắp bàn giao xong rồi anh chị. Và kiến trúc thì là của Nhật. Ở đây thì còn có một cái công viên hoa anh đào nữa. Đơn vị thiết kế nội thất cũng rất là đẳng cấp, Dachau Arts của Úc. Đơn vị thi công đó là Hòa Bình. Và chắc chắn là căn hộ có đầy đủ tất cả các tiện nghi, ví dụ như là hồ bơi tràn bờ nè, rồi công viên Sakura. Ở phía dưới có một nhà trẻ rất là lớn, mặt tiền đường chính đường Như Nguyệt rộng và view trực diện sông Hàn luôn. Anh chị bước xuống một phút thôi là đã đến bờ sông Hàn rồi. Ngoài ra thì khi mà anh chị ở đây lại là ngay cái trung tâm của Hải Châu, cho nên anh chị đi trong vòng 5 phút thì sẽ có đầy đủ trường quốc tế, bệnh viện, đi 10 phút là đến sân bay rồi, và anh chị chỉ đi qua 8 phút là sẽ tới biển Mỹ Khê, rất là thuận tiện. Nếu mà đánh giá về căn hộ thì mình cũng bán rất là nhiều căn hộ dọc sông Hàn, thì căn hộ này cũng sẽ được là khoảng 9 điểm đó anh chị. Cho nên là đây cũng là một lựa chọn rất là tốt cho năm 2024. Thì nếu mà anh chị quan tâm hơn thì xin điện thoại vào số điện thoại của Trinh 0902 40 45 43, thì Trinh sẽ gửi thêm chi tiết cho anh chị ha. Còn bây giờ thì mời anh chị xem cái view tuyệt đẹp của căn 3 phòng ngủ Trinh đang quay. Và căn hộ thì có bán cho người Việt Nam và người nước ngoài luôn, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Nếu mà cần tư vấn thêm về những căn hộ view sông Hàn, view biển Mỹ Khê hoặc là trung tâm của thành phố Đà Nẵng thì anh chị cứ đừng ngần ngại liên hệ với Trinh theo số điện thoại ở trên ha. Đây là một căn hộ đáng sống và dự kiến là sau bàn giao từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2024 thì sẽ có rất là lượng lớn cư dân vào đến ở đây, cũng giống như là đến ở đây thuê, cho nên căn hộ này đáp ứng cả về dòng tiền, về cho thuê và tăng giá trong tương lai. Và đây cũng là một trong những cái căn hộ là có cái view và tầm nhìn tuyệt đối, view 360 độ luôn, cho nên anh chị sẽ rất là được thư giãn khi mà sống trong căn hộ này. Thì Trinh đang quay ở tầng 16 và căn hộ 3 phòng ngủ. Thì nếu mà anh chị muốn mua cái căn view đẹp mà Trinh đang quay luôn thì cũng sẽ sẵn sàng ha, Trinh sẽ chia sẻ cho anh chị chi tiết thêm. Dạ rồi, thì cảm ơn anh chị đã xem tin ha. Nhớ liên hệ với Trinh theo số điện thoại ở trên nha.